Sáng 11 tháng 2 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm chúc Tết bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá rất cao mô hình hoạt động Bệnh viện Dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông, mô hình này rất hay và quan trọng trong lúc dịch bệnh có nguy cơ lan ra cộng đồng. Bệnh viện không chỉ chữa trị cho các ca dương tính COVID-19 và nơi cách ly tập trung cho những trường hợp F1, F2. Mô hình bệnh viện dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh là bài học kinh nghiệm lớn cho các tỉnh thành khác học theo trong cuộc chiến với dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế đã cảm ơn và chúc mừng năm mới đến các y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến Củ Chi luôn vững tâm, sức khỏe để cùng cả nước chống dịch COVID-19. Những ngày gần đây, khi tình hình dịch COVID-19 cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có diễn biến phức tạp, người dân cả nước cũng đang hết sức quan tâm đến tình hình dịch bệnh. Tại khu vực bệnh viện dã chiến Củ Chi cũng tăng cường hoạt động, sẵn sàng ăn Tết tại chỗ cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch trong những ngày Tết. Đã 30 Tết, nhưng công việc của đội ngũ cán bộ y tế tại bệnh viện vẫn phải trong tâm thế phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ là những chiến sĩ tuyến đầu trong việc đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó có bác sĩ Vũ Nhật Nam làm việc tại bệnh viện quận Bình Thạnh, vừa tổ chức đám cưới được khoảng 1 tháng. Anh đã phải lên đường tăng cường tại bệnh viện dã chiến Củ Chi và trực xuyên Tết. Còn riêng vợ em thì biết là mới cưới xong thì có hơi buồn, nhưng mà cũng ráng động viên tinh thần để chờ thời gian nó cũng trôi qua nhanh thôi. Anh chị em ở đây thì có nhân Tết chung rồi, chứ lại còn mấy người ở nhà, gia đình, bạn bè của các anh chị ở đây cũng như em thì Tết nhiều sức khỏe thật tốt. Thật sự là cũng rất là nhớ nhà anh, cũng đặc biệt là rất là nhớ người yêu, nhưng mà thật sự vì công việc chung nên là tinh thần chung nên mình phải chấp nhận ạ. Làm điều dưỡng phải chấp nhận. Theo đợt dịch thì hy vọng là thành phố giãn cách, kết thúc giãn cách xã hội thì em sẽ trở về quê thăm gia đình ạ, thăm người yêu, chứ thật sự rất là nhớ, rất là nhớ quê hương ạ. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, giám đốc bệnh viện dã chiến Củ Chi, sau một năm thành lập, bệnh viện đã tiếp nhận 816 người liên quan đến COVID-19, trong đó có 177 ca dương tính. Thời điểm hiện tại, bệnh viện đang chữa trị cách ly cho 72 trường hợp. Theo bác sĩ Dũng, bệnh viện được thành lập với nguồn lực chủ yếu từ các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy là bệnh viện dã chiến nhưng vẫn có hệ thống xử lý nước thải, 8 phòng áp lực âm để cho các ca nặng. Bệnh viện có một phòng hồi sức, một phòng mổ, có máy siêu âm và hệ thống xét nghiệm.